Chào bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các mẫu xe đạp địa hình Big One Conquer 680, một dòng xe đạp địa hình leo núi khung nhôm, sử dụng bộ chuyển động Shimano Antut, bánh là 26 inch, phanh dầu DOZ, phanh dầu Shimano. Đấy, và cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ là 6.600.000 cho một cấu hình xe, nó cũng tương đối là ổn trong cái tầm giá. Nhôm được sử dụng ở đây là nhôm 6061, một cái loại nhôm mà chịu được cái cường độ mạnh rất là tốt và cái độ chống bào mòn rất là cao. Đây, thương hiệu Big One. Thương hiệu này thì đã xuất hiện là tại thị trường xe đạp được hơn 70 năm rồi, từ những năm 1950 đã xuất hiện trên thị trường xe đạp rồi. Đây, model Conquer 680 này. Nên về một chiếc khung màu xanh, sơn màu xanh, logo trắng, rất là thể thao và cực kỳ là đẹp. Sơn xi các thứ là còn tương đối là mới đấy và đẹp các bác nhá. Chỉ có là những cái vết xước nhỏ, xước răm này do đã qua quá trình sử dụng và nhập khẩu về nên là không thể tránh được những cái vết xước nhỏ. Còn từ những cái nước sơn này, độ bóng các thứ là còn rất là tốt. Bánh bánh là 26 inch, nguyên bản luôn, bánh nguyên bản theo xe các bác nhé. Mayer Quattro, Mayer Quattro, bánh đĩa dầu. Được sử dụng bộ chuyển động là Shimano Atut với 9 tầng lít. Đây là 3 tầng đĩa, 9 lít 3 đĩa cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Đến phần ghi đông, nên phần ghi đông thì cũng được trang bị, đây là tay bấm xả Shimano Antut, tay bấm xả Antut và cụm phanh dầu của Shimano. Có một cái khóa hành trình giảm sốc trên tay lái luôn các bác nhé, rất là tiện lợi này. Với cái mức giá đang bán chỉ có là 6.600.000 thôi. Và đây là một chiếc xe mà mang cái cấu hình nó cũng rất là tốt trong cái tầm giá rồi. Giảm sốc dầu nguyên bản theo xe. Nó sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Đây, xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 đi là phù hợp. Bị 9 lít 3 đĩa của chuyển động Shimano Atut, chuyển động rất là mượt, có nhìn trên hình. Thì giá bán của chiếc xe em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 6.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.